Đây một cái lô sạc bác nhé. Cái này lô 36-40V. Đây thì nó bị cắt mất một cái dây rồi, nó chỉ còn cái lốc sạc như thế này thôi. Và cái như này. Thì bác nào mình lấy thì em sẽ một cặp như thế này. Giá là 30.000 đồng. Cái này thì tổng của nó là được 10 sạc các bác nhé. Thì bác nào lấy cái nô nguyên nô này cũng được, và lấy lẻ thì cũng được các bác nhé. Lẻ thì là cứ một cái đốc sạc này, một cái này. Đấy. Về nó bị cắt mất dây rồi cũng không biết sống chết làm sao. Đấy, cứ bác nào mà lấy nguyên nô thì cũng được. Nguyên nô giá 300.000. Các bác lẻ thì 30.000 có một cái như này. Các bác mình quan tâm thì cứ alo cho em nhé.